không khí sôi nổi và tinh thần máu lửa đang tràn ngập tại GA Hà Nội 8 và GA Quảng Nam 1. Với vai trò là chủ tịch câu lạc bộ MBT văn phòng Hà Nội 8, với tinh thần là người đầu tàu, tháng 5 năm 2021 tôi đã đạt danh hiệu MBT 2022. Tôi cam kết tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, quản lý giám sát các hoạt động để có kết quả tốt nhất. Nhưng từ khi có câu lạc bộ MBT thì chúng tôi có những chương trình, có những nội dung họp chuyên biệt dành riêng cho các MBT. Các thành viên MBT đến từ nhiều ban nhóm khác nhau và chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, động viên, hỗ trợ lẫn nhau. Điều tuyệt vời nhất là từ khi có câu lạc bộ MBT thì chúng tôi đã hoạt động có quy trình chuẩn hơn và có người giám sát chặt chẽ để kết quả của chúng tôi được tốt hơn. Từ khi mà câu lạc bộ MBT được thành lập thì mọi thành viên trong GA Hà Nội 8 được trở nên gắn kết hơn, và những chú ong chăm chỉ trong câu lạc bộ MBT thì đã luôn bền bỉ cùng nhau động viên nhau rất là nhiều để mang lại nhiều mật ngọt hơn nữa trong thời gian tới. Tất cả các thành viên câu lạc bộ MBT đều xác định danh hiệu MBT là mục tiêu hàng đầu. Các tư vấn viên luôn giữ lửa, chiều lửa liên tục, thể hiện tinh thần thường võ, quyết chiến, quyết thắng. Quảng Nam 1 tuy nhỏ nhưng có võ, hãy cảnh giác với chúng tôi. Tại GA Quảng Nam 1, các MBT luôn có chính sách và chế độ đặc biệt. Theo từng giai đoạn phát triển, tiến độ sẽ được rất hấp dẫn. Và khi chúng ta đã là MBT, bạn sẽ được ngồi ở hàng ghế khách đặc biệt, được vinh danh trang trọng tại các sự kiện lớn của văn phòng. Điều này đã tạo nên động lực mạnh mẽ để chúng tôi quyết tâm chinh phục mục tiêu MDRT. Câu lạc bộ MBT đã giúp tôi có tư duy làm việc khoa học. Với phương hành làm việc cụ thể mỗi ngày, tôi được đào tạo kỹ năng tư vấn, ký hợp đồng qua 25, sử dụng IDEA Time, giúp chốt hợp đồng dễ dàng. Chúng tôi đều sử dụng tốt công nghệ và có phương pháp làm việc chuyên nghiệp. Bằng tất cả những gì được trang bị tại câu lạc bộ MBT Quảng Nam 1, tôi tự tin chinh phục danh hiệu Câu lạc bộ MBT Quảng Nam 1 sở hữu một đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản. Chúng tôi hiểu rằng mỗi thành viên đạt được là kết tinh của sự nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm, nên tất cả những cống hiến của mỗi cá nhân đều được trân trọng và ngưỡng mộ. Điều này tạo nên sự cộng hưởng để các thành viên cố gắng nhiều hơn nữa cho mục tiêu chung. Tôi tin tưởng Quảng Nam 1 sẽ tạo nên những thành tích nổi bật bằng sự đồng lòng. MBT là doanh nghiệp cao quý mà tất cả chuyên viên tư vấn tài chính đều biết. Câu lạc bộ BMET ra đời chính là chiến lược trọng tâm của GA Hà Nội 8, cho thấy sự đầu tư bài bản, tâm huyết và chuyên nghiệp của chúng tôi dành cho từng thành viên MBET. Chúng tôi sẽ đào tạo ra những MBET xứng tầm làm nên những thành tích vượt trội, giúp văn phòng Hà Nội 8 phát triển bền vững trong tương lai. Chúng ta là MBET. Chúng ta là CEO. Chúng